xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Đây, em lại tiếp tục về thêm được những cặp vỏ thổng loa xúc đơn 50 mẫu extra bass siêu to khổng lồ. Đây, phù hợp cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới mà kiếm cái thùng nó to, đánh tiếng nực. Đấy, đúng không ạ? Thì đây, trước mặt các bác đây làm em về được một cặp nha. Thì hiện tại em báo luôn, hiện tại những cái hàng em đang có sẵn tại cửa hàng đây là có vỏ xúc đơn 50 mẫu extra bass này, vỏ 715 này, đấy, vỏ Nai Azay đôi 30, vỏ Hỏa Tiễn đôi 30, vỏ Hỏa Tiễn đôi 40, đấy, đôi 40 nha, số lượng có hai cặp sẵn này. Đây là vỏ những đơn hàng của các bác đặt này. Trong đây là vỏ Martin, vỏ 718 này, lưới phẳng này, bát thẳng này. Còn đây là vỏ Martin 40, bác khanh bác đặt riêng, hôm nay cũng chưa gửi được. Hôm nay gọi bác khanh bác bảo anh hôm nay không nhà, thế ông hoành tráng chuyển hết tiền rồi không có nhà. Em sẽ đo chiều dài chiều rộng sâu cho các bác nhá. Bề mặt là 61 cm, chiều sâu từ trước ra sau thùng, từ trước ra sau thùng là 75 cm, và chiều cao là 91-92 cm các bác ạ. Khối lượng thùng rất là lớn nhá, mẫu extra bass về em chưa có làm gì cả. Đây là phụ kiện giấy xưởng anh em thợ cung cấp cho, là nên phụ kiện nó cứ bay như người rơi trong này. Tí nữa em sẽ vệ sinh các cái bụi bẩn trong đây nó vẫn còn sót ấy. Sau đó là hàn dây vào hậu. Đấy, xong bắt đầu là bắn bông tiêm cho các bác. Thùng gỗ dán nhé, gỗ dán. Như lần trước là cái mẫu này nắp cho loại bát từ 18-25, thế là thành ra là không sử dụng đến các cái ốc cạnh ngoài, như là bây giờ họ làm là không có bắn ốc chuyên gen nữa. Về các bác tự đấy, tự bắn. Nên là vừa bát nào thì bắn bát đó, sợ nó không vừa nổ ốc xong là nó bị kênh lên như nào đấy thì xưởng người ta làm như thế thôi. Mẫu này thì có cải tiến hơn trước là có cái lỗ cọc ở trên nóc nhé, nhưng mà vẫn có điểm trừ là không nắp được ke góc. Cái điểm này thì em phải thua thôi, không thể làm gì hơn được, ke góc không làm được. Có tay sách ở dưới này, đấy, ở dưới chân nữa thì có chân cao su nhé. Ví dụ các bác lấy cái mẫu này về mà các bác xếp cùng với Nai Azay dây đôi 30 thì các bác đặt nằm ra. Đặt nằm ra. Em sẽ đo lại cho các bác này. Cái này là 75. Đấy nhá. Và nếu mà cho nằm ra thì là vào 91. Nếu như cái khóa xúc này mà các bác đặt nằm ra mà kết cùng với dây đôi 30 mà mẫu vỏ mới bên em có đây thì thành ra là nó sẽ hơi bị thò ra một tí, bởi cái này là đúng 1 mét này, từ mép bên này bên kia là 1 mét rồi đấy nha các bác nha. Thì tiện đây em cũng báo giá luôn các sản phẩm hiện tại đang có. Vỏ này em bán là 5,5 triệu bao ship này, được chưa, 5,5 triệu bao ship nha. Bao ship gửi xe, bao ship gửi bưu điện giá như nhau nhá. Vỏ Hỏa Tiễn đôi 40 4,6 triệu một đôi. Vỏ Hỏa Tiễn đôi 30 là 3,6 triệu một đôi, chênh lệch nhau 1 triệu. Một chuyện đùa thôi, lệch nhau 1 triệu đấy. Vỏ thùng Nai Azay đôi 30 hàng mới cứng. Hàng này em bán theo combo 3 đôi là 15 triệu, 2 đôi là 11 triệu, 1 đôi không thèm bán. Vỏ 715 sơn sần cát, gỗ dán chống nước, họng kèn vuông có dây trên nóc là 2,950 triệu, giá nên rất là cao rồi, không thể rẻ được nữa. Đấy. Và các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Sắp tới thì em có nốt nữa là Hỏa Tiễn đơn 30, giá cố gắng tốt nhất nhì cho các bác. Hỏa Tiễn đơn 40 hiện tại nếu như còn hàng thì nó là 3,2 triệu các bác nhé, 3,2 triệu. Giá dở nó rất là cao, cao hơn trước rất là nhiều. Đấy các bác ạ, đắt lắm, không có rẻ đâu, đắt kinh khủng luôn. Bây giờ linh kiện này, phụ kiện giá nó kềm nền kinh lắm. Đây nhá, Hỏa Tiễn đôi 40, đôi 30 nó hơn nhau cái vỏ thôi, mà nó nạch nhau tận cả triệu bạc, khiếp. 4,6 triệu, 3,6 triệu, ghê quá. Ok, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Hiện tại em còn từng này hàng thôi, cũng cố gắng là bán thật nhanh thôi, chứ mùa này ế bán chậm cái là không đủ tiền giả lãi ngân hàng đâu. Chết đói đấy các bác ạ. Ok, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Clip lần sau thì có những kiểu như đây phụ kiện như là củ loa, thì đây ví dụ củ loa đây thì em sẽ quay review cho các bác. Còn hiện tại hôm nay báo cáo các bác là có bỏ hàng về,
có về hàng là vỏ thùng loa. Các bác cần cái mẫu gì thì cứ liên hệ trực tiếp em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé.